Xin chào các bạn. Đố các bạn thấy Sue Black mặc đồ đẹp như thế này để làm gì không? Sue Black ngày hôm nay đang quay một bài hát cho cha, cho linh mục Lê Văn Khanh. Cha đã gửi bài cho Sue Black thu, và ngày hôm nay là Sue Black quay quay hình cho cha. Cho nên là Sue Black rất là vui, sáng nay coi như là không ngủ được luôn á, để sáng nay chuẩn bị sớm mà để quay, để lấy cái khung cảnh buổi sáng cho nó đẹp. Nên là Sue Black mong rằng là các bạn hãy theo dõi Sue Black. Đây là cũng như cuộc sống hàng ngày Sue Black, sau khi nuôi heo, cho heo ăn xong, mua rau rồi cho heo, rồi làm xong việc nhà xong, rồi Sue Black mới bắt đầu đi đi làm cái một nửa nghề chính. Một nửa là bên tay này thì là cầm micro, bên tay này sẽ sắc rau nuôi heo, ok? Nhưng mà không sao, đều hoàn thành cả. Mong rằng các bạn ủng hộ Sue Black. Thank you. Đúng rồi, đúng rồi. Và lê bên quăng dâm sang quăng bên này, dâm thầy bơ mà quăng. Có nghĩa là đẩy sau xuống đây múa tới dưới cái đòn. Nói chung là Sue Black đang nói các cháu là phải vui lên, tại vì bài hát đón Chúa Giêsu mà phải vui lên. Yeah, lần đầu tiên một bài hát một bài Giêsu niềm tin rock Tây Nguyên. Yeah. Hello, Sue Black xin chào quý vị, và quý vị đã xem xong, và Sue Black đã quay xong cái MV Thiên Giêsu niềm tin, Giêsu niềm tin, yeah, của cha Lê Văn Khanh. Cảm ơn đội ngũ đội múa sắc xuân, mà chỉ có ở Kon Tum mới có sắc xuân thôi, chứ còn nơi khác không có. Yeah. Sue Black xin cảm ơn các diễn viên của mình, yeah, cảm ơn các bạn rất là nhiều, và Sue Black cũng rất là vui đã hoàn thành, và cảm ơn cha Lê Văn Khanh đã gửi bài và cho con thu và ra một cái sự việc MV nhạc Chúa rất hay ạ. Con cảm ơn cha rất là nhiều. Yeah. Rồi nhìn em nha. Đi này, 2 3. Siêu nói siêu. Qua một cái thời gian chừng 5 phút đúng không? Bài này 5 phút đúng không? Là Sue Black và tất cả các diễn viên múa đã hoàn thành xong bài hát Giêsu niềm tin. Sue Black rất là cảm ơn mọi người theo dõi với Sue Black. Coi như là Sue Black cũng cảm ơn diễn viên múa ở đây. Các bạn có thể đứng thoải mái đi. Chào các bạn YouTube của Sue Black. Yeah.
Đây, ekip chỉ có bao nhiêu đây người thôi, nhưng mà sẽ ra một cái sản phẩm mà Simplex, một cái video rất là đẹp, rất là hay của bài nhạc Chúa. Còn cái thứ nhất là con gửi lời, con cảm ơn cha cha Lê Văn Khanh đã gửi bài cho con, và con đã có một cái sản phẩm như thế này. Nhưng mà con cũng xin phép cha cho con gửi về YouTube của con để mà cho mọi người cùng xem sản phẩm, một sản phẩm về nhạc Chúa mà lần đầu tiên Simplex thu và quay hình như thế này ạ. Con cảm ơn cha rất là nhiều, chúc cha thật sự vui vẻ, chúc mọi người vui vẻ. Bye bye. Đây là diễn viên nam Oli, chỉ có một mình cậu này thôi. Yeah. Ok, nói chung là nên ủng hộ các cháu, yeah, nên động viên các cháu. Yeah. Đứng lại con nào, ra hàng xíu con nào. Xíu đây Phương, em đẩy ra nữa đây nữa đây Phương. Đó, rồi đúng rồi, đó. Được chưa? Trời ơi, Tú quá, ngủ được không Tú? Góc này góc bên đó. Không ngủ được luôn á cha ơi, con không ngủ được luôn. Chỗ của mình luôn. Chỗ của mình luôn. Sắp tới là con sẽ em hà cha cho con xin phép con mang bài của cha, con sẽ đi hát tất cả các nhà thờ. Yeah. À, sắp tới là con sẽ hát ở Hải Phòng, rồi con sẽ hát bài này của cha. Mong mà cha ủng hộ con. Yes.